Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ xem ba gói bánh tét, ổ bánh chưng ngày Tết như thế nào nha. Xem cho vui thôi, chứ nhiều khi ở nhà mình gói không có chuyên nghiệp đâu, có không khí Tết thôi. Nên là cái bếp chút nữa thì gói xong thì mình sẽ để cái nồi đây rồi đốt lửa nấu tại sân thượng. Này cho mai nó cũng nở hết trơn, mai vàng. Rồi bây giờ mình xem ba gói bánh chưng như thế nào nha, mời cả nhà mình xem chơi cho vui nha. Nghe chứ anh thấy sao nó cầm nó trong cái bồ lên hộp đó đúng không anh? Lộn rồi đó, lộn cái lá sao lá bóng ở ngoài hay là ở trong hả? Lá bóng ở trong lá này nè, trong nè đó. Nó nấu làm sao mà để nó xanh bánh nữa kìa, đúng không ảnh? Có bim vô hả? Có bim vô, bánh nó xanh nó mới ngon mà. Ăn nó lạnh. Cái bánh này nữa, cái cỡ đó là mình xếp đôi lại là được không? Cỡ bốn góc bốn lá, bốn góc lá là giữa là gầy lắm. Gói này lẹ hơn bánh tét không à? À mình rõ ràng là cái này có khuôn thì lẹ nhất. Có khuôn, tẹt là có khuôn đâu. Để trên đó chứ. Rồi để đậu mà. Để trên đó chứ. Nè. Rồi trước nhà mình làm nó lạ. Lạ không có cho muối, sóc muối. Có muối để đâu à? Muối mình sóc vô gạo. Chiên muối xong tô gạo rồi trộn thịt heo ướp. Thịt heo ướp gì ba? Ướp tiêu bột ngọt, bột ngọt tí thôi mới bột lên. Thay bị muối á. Trước đâu có để muối vô gạo đúng không? Ừ, không có để. Lớp nếp nữa, nếp đèn trên á. Yeah.
con ngồi đây đi. Rồi bà đợi ba tí. Rồi lại ngồi đi, lại ngồi đi, ba lại ngồi. Ba lại ngồi. Rồi rồi con ngồi đi, ba lại liền. Xe gì vậy? Mẹ quên là không gài cái dây lạc trước. Chết dở. Chúng ta phải gài cái lạc trước. Để lạc trước luôn. Lạc trước một dây thôi. Mình xỏ lên lại. Ừ, thôi được rồi. Xéo quá hả con? Thôi rồi. Để hồi mình lấy khuôn ra nó không bị gói này cũng lâu mà chứ không nhanh. Không, nhiều người ta gói chuyên nghiệp thì đã gói lẹ. Không, nhưng mà bắt ai cũng gói. Mình để nhiều quá nó phình lên không á, gạo ít gạo. Con cuốc bên này trước thì như thế. À, phải úp bên này chứ. Thì cái lạc nó nằm bên này. Cái lạc nó theo cái chiều này. Hỏi chơi được đó đâu. Bốn cái xương lá nó làm cái khung luôn hả? Ủa cái lá rửa sạch có liên quan gì vậy? Hư hay không hư à? Tại cái lá nó dơ thì nó hư nếp á. Hư nếp ở trong á. Ủa anh thấy mấy người cắt mà hình giống dưới quạt là làm gì ba? Đâu có biết làm gì, đâu có biết. Thấy vô chợ ông tạ đó. Đấy là người ta là cái bánh kia là nó không là cái bánh lá tre khác. Đó lại là loại bánh lá tre. Này lá dông. Cái lá này mọc ở đâu mà? Trên rừng. Trên rừng á, ở mấy đêm mình đi đi Đà Lạt á. Mình đi Đà Lạt thì mình thấy là chồng người ta lấy tới ngày Tết người ta lấy về ngắt về. Nữa mình lót lá vô trước không à? Này được con luộc nó đã không? Dạ, thoải mái. Tám cái mà
Đâu có 6 cái à? 6 cái. Hết gạo rồi, mưa đúng hết gạo luôn. Ừ. Là 1 ký, 2 ký nếp được 6 cái. Ừ. Hay 6 cái cỡ 14. Đó, cái này nó ngập tới đây rồi phải không? Ừ. Cái nồi kia là nó chưa có lên tới nơi nữa. Trừ hao nước còn chăm được thêm. Dạ. Để nước nhiều đủ mà. Nó ngập sắp sắp được không? Để cho nó cháy mình để nồi lên nó cháy. Đây là mình mới mồi. Đi mua bó củi nữa. À, mua bó vừa thôi. Đốt tới mấy tiếng? Từ sáng á, 4 giờ. Hay là đốt cây củi bự? Ờ, thì bữa nó lâu tàn. Đây cái này là mình mồi thôi, còn kia kìa. À. Bó kìa. Chị dầu luôn. Mình nấu cái này nó có bờ tường nó tránh, yeah, đỡ gió. Cắt cái này làm cái bếp với lý không? Cái lò này, cái lò này lò than đó chứ, lò nướng á. Này bữa ba lấy đâu cắt qua? Ở dưới đây nè, kê chậu bông nè. Tao cắt từ ngoài thằng Long Vũ chứ, dùng lên điện này. Cháy. Cây này cũng dễ cháy. Dưới quê để nóng ngoài trời mới mát lắm mà. Ngồi đó cái lai gai lai gai. Đúng rồi, nhưng mà mỗi tội là trông thôi chứ. Giờ mình canh cho nó mấy tiếng mà? À, 8 tiếng. Giờ là 4 giờ nãy. 4 giờ. Nó mới tới 12 giờ mà, 12 đêm mà. 1 giờ, 2 giờ, cũng gần 10 tiếng. Anh từ nó nấu tới 6 giờ xa, 6 giờ tối tới 6 giờ sáng mới bớt ra. Sao anh biết nó chín mà? Thì là tính tiếng biết đấy. À. Đó giờ ông bà tính thời gian tính vậy thời không? Gian rồi. Theo kinh nghiệm thôi. Chứ đó đâu có biết sao chín. Chứ mình mới nấu mình không có hỏi ha, sao không biết bao giờ nó chín. À. Nó lâu quá thì nó nhão. Nó trứng nếp này nhão gì nè, sợ nhão gì sợ nó sống. À. Chứ nó chín rồi mình để không cẩn thận thì nó lại sống lại. À. Nó gáo cái lại sống lại.
cảnh này ngoài Bắc chắc nó vui không à, ngoài đó lạnh, lạnh đó lạnh ngồi ấm vừa canh bánh chưng sướng. Ừ. Coi cái cảnh ngoài Bắc người ta luộc bánh chưng rồi xong có không? Có hồi xưa cũng hình này nè, người ta lên Facebook á. Ừ. Ngoài Bắc đó hả? Ừ, giờ mình ngâm nước, ngâm tới khi nào ba? Ngâm lúc tầm nguội thôi chứ đấy là xong rồi mới ngâm, thường thường là xong rồi mới ngâm. À. Nó một lần thôi là tới sáng luôn. Này nó mềm mềm rồi nè. Cái da nóng, nóng dữ. Mềm chưa? Bắp này mềm mềm quá. Ừ. Rồi mình hồi mình dằn đè lên cho nó đè là xếp ra chảy nước thôi mà xếp ra. Ừ. Không phải đè bây giờ đâu, xong rồi mới đè nguội mới đè mà. Ừ, nguội nước nhưng mà phải xong cơ. Ừ. Xong rồi bắt đầu mới mang ra đè. Ừ. Một lần một thôi chứ không phải bây giờ đè. Ừ. Hồi nào giờ nấu gì? Chỉ một phát một cho tới sáng cạn nước thì ấy thêm rồi. Bây giờ thì phải ăn